Chúng ta đi đến với phần phép quay rotate. Thì rot A ví dụ như ở đây thì nó sẽ có một số những công thức mà chúng ta sẽ cần phải nhớ, thì lát nữa mình sẽ tổng hợp lại sau. Nhưng mà về cơ bản, khi mà chúng ta muốn tìm một cái ma trận của cái vị trí mới, ví dụ như x1, y1, z1, thì chúng ta sẽ nhân rot với cả cái hệ trục trước ở đó, cái khung tạo độ trước của nó. Thì tổng kết lại những cái học trong những video trước, thì khi mà chúng ta có một phép tịnh tiến chan ABC, tức là thì nó sẽ được biểu, thì cái phép chan đấy nó sẽ được biểu diễn là cái ma trận như thế này. Thì chúng ta thay vị trí ABC vào, ví dụ như ở đây này, ở trong cái bài trước thì có chan 2 3 5, thì chúng ta tức là ABC ở đây, thì chúng ta thay nó vào thì sẽ thành cái ma trận như thế này, như tay mình đang chỉ ở đây đó. Tiếp theo phép quay, thì đây là toàn bộ những cái công thức của phép quay và phép tịnh tiến, hai cái thì chúng ta chỉ cần lắp công thức vào là xong. Nhớ ba cái này: nếu mà quay theo trục x này, một góc alpha thì sẽ dùng công thức này, nếu quay theo trục y một góc alpha thì dùng công thức này, nếu quay theo trục z một góc alpha thì dùng công thức này. Ví dụ như ở đây rot x âm 60 độ thì thay lắp cái công thức ở đây vào, hai đây, lắp cái công thức này vào đây thì nó sẽ ra. Thì khi mà chúng ta tính toán ấy, thì chúng ta sẽ để nó ở cái dạng phân số như này, không chia ra. Một lưu ý nữa là khi mà chúng ta quay thì cái mắt của chúng ta nhìn sẽ luôn luôn nhìn từ trên đỉnh này xuống này, nghĩa là ngược với cái chiều của cái mũi tên quay. Ví dụ mình muốn quay theo cái gốc y này, quay theo cái trục y này, thì mình sẽ phải nhìn, ví dụ cái trục y này nó đang từ trái sang phải đúng không, đang từ trái sang phải, thì mình cái khi mà cái góc mà mình nhìn ấy, mình sẽ nhìn từ phải sang trái, tức là mình nhìn ở trên đỉnh của những cái trục mà mình quay thì nó mới chính xác được. Tiếp theo là khi cái chiều quay ấy, thì các bạn nhớ cái chiều dương, ví dụ quay từ ngược chiều kim đồng hồ nó sẽ là cái chiều dương 90 độ chẳng hạn như vậy, thì chúng ta phải nhớ cái chiều này. Thì cái chiều này thì chúng ta đã được học trong cái môn vật lý rồi, thì mình chỉ nhắc lại một chút.